lại với kênh Chiếc Lô Của Huynh. Trong buổi chiều hôm nay tiếp tục là chiếc xe cầu lông một khối chở cát vào trong các con nhỏ các bạn nhé. Bác tài xế lái khá là cẩn trọng. Sâm.
bác tài xế công lông một khối các bạn nhé. Đây là chiếc máy xúc Hitachi da xích 75. Chào sếp nhá. Một em công lông này. Đấy, đúng chưa là 500 các bạn nhá. Rất là nhỏ đây. Tài xế chúng ta phải thể hiện cái tính kỹ năng lùi này. Rất là đẳng cấp. Tuyệt vời các bạn nhé.